Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hoạt động 3 trong 105 sách giáo khoa tuần 6 gánh chiều tập 2. Câu hỏi ở hoạt động 3 có nội dung như sau: tìm hiểu ý nghĩa và ứng dụng của việc sắp xếp các vị trí thẳng hàng trong thực tiễn. Thì trong thực tiễn thì có rất nhiều những hình ảnh được sắp xếp ở các vị trí thẳng hàng với nhau. Vậy thì chúng ta có ý nghĩa như thế nào? Thì đã thấy rằng là việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng giúp chúng ta giải thích được một số hiện tượng khoa học như là nhật thực này, nguyệt thực này, đảm bảo tính thẩm mỹ, tính khoa học trong nghệ thuật, kiến trúc và đảm bảo tính công bằng. Ví dụ như trong giải thích các hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, thì nhật thực chính là một hiện tượng thiên văn xảy ra khi mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng với nhau. Lúc này mặt trăng thì sẽ ở giữa mặt trời và trái đất, và sẽ mặt trăng ở giữa, do đó là chúng ta sẽ không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, thì khi đó người ta gọi là hiện tượng nhật thực. Còn hiện tượng nguyệt thực chính là một hiện tượng thiên văn mà khi mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng, lúc này thì trái đất ở giữa. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất, lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và làm cho mặt trăng có màu đỏ đồng hoặc là cam sẫm. Còn trong kiến trúc thì thấy rằng là cái tính thẳng hàng này này, đúng không? Sắp xếp, ví dụ sắp xếp các hàng rào thẳng hàng này thì nó đảm bảo tính thẩm mỹ ở trong kiến trúc. Hoặc là khi trồng rau, trồng cây thẳng hàng thì thấy rằng là khi mà trồng rau hoặc trồng cây thẳng hàng thì chúng ta có thể trồng được nhiều cây hơn trên cùng một diện tích mà vẫn đảm bảo không gian sinh trưởng và đủ dưỡng chất cho các cây, thuận lợi cho việc tưới tiêu và việc thu hoạch. Ngoài ra chúng ta thấy là ở trong thực tiễn còn có hình ảnh xếp hàng khi mua sắm, đúng không? Hay người ta còn gọi là văn hóa xếp hàng khi mua sắm. Mà khi xếp hàng khi mua sắm như này thì nó đảm bảo tính công bằng cho mọi người. Ai đến trước thì sẽ được mua trước, ai đến sau thì sẽ được mua sau. Và trong tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp như thế này thì việc sắp xếp thẳng hàng thì giúp chúng ta giữ khoảng cách này, hay là giãn cách và đảm bảo sức khỏe của mỗi người. Việc có sắp xếp hàng hóa thẳng hàng thì nó sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ này, gọn gàng này, và thuận tiện cho khách hàng lựa chọn lấy hàng hóa, tránh việc lục lọi lộn xộn bừa bãi. Ngoài ra thì chúng ta thấy còn có những hình ảnh tự như là xe xếp thẳng hàng. Xe mà xếp thẳng hàng như này thì đảm bảo tính, trước tiên là chúng ta thấy rằng nó đảm bảo tính thẩm mỹ đó, và thứ hai là nó thuận tiện cho việc lấy xe và để xe ở các chợ này, các trung tâm du lịch và các địa điểm tham quan du lịch. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi hoạt động 3 trong 105 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.